chuyển sang một tin tức an ninh an toàn trong nước đáng chú ý khác thưa quý vị. Mới đây, Biên phòng Quảng Trị và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, đoàn 2, chủ trì phối hợp với Công an Quảng Trị đã bắt giữ hai thanh niên vận chuyển 11kg ma túy đá trên quốc lộ 9. Đây là chuyên án A2-1121 do Biên phòng Quảng Trị xác lập từ nhiều tháng trước. Theo đó, ban chuyên án nắm thông tin đường dây vận chuyển một lô hàng ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam Lào vào đêm đầu tháng 12 nên đã lên kế hoạch phá án. Kế hoạch chặn bắt được vạch ra chi tiết, chặt chẽ với nhiều phương án và nhiều điểm chốt chặn, bố trí dọc quốc lộ 9 và nhanh chóng khống chế được hai nghi phạm cùng với 11 kg ma túy đá. Nhà chức trách, trách xác định hai đối tượng là Văn Ngọc Đức, 29 tuổi, tạm trú ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà và Trần Xuân Tâm, 41 tuổi, trú thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Ngoài chặn bắt hai nghi can trên quốc lộ 9, lực lượng đánh án còn truy đuổi và khống chế đoàn chân, tên gọi khác là Hùng, 49 tuổi, trú ở thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, là người giao dịch ma túy cho Tâm và Đức. Ở khu vực biên giới, lô ma túy này có giá khoảng 7 tỷ đồng, nhưng nếu chót lọt vào miền Nam thì giá sẽ tăng lên tới gấp 3-4 lần. Hiện nay thì công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với 3 nghi can trên để làm rõ vụ vận chuyển ma túy trái phép này.